Có thể là mọi người chưa biết cái này. Tôi nghe đồn là ra phố đi bộ nhất định phải ăn khô mực chiên rất mắm. Không thôi là tiếc hùi hụi luôn á. Biết cà bu nu chu nè. Hồi đó là nghe mọi người nói vậy đó chứ có biết gì đâu. Tại vì nghĩ khô mực nó cũng đắt thiệt nên là thành ra cũng không có dám hỏi để ăn. Nhưng mà hình như là người ta có tới mấy loại lận á mọi người ơi. Cái xe tôi ăn ở đối diện phố đi bộ, đối diện nhà hát thành phố luôn á, thì có ba loại, 100, 140 với lại 200. Tại vì cũng là lần đầu tiên tôi ăn thử nên là cũng chỉ dám thử cơ con 100 mà. Khô mực được anh nướng chín lại, sau đó bỏ qua máy ép rồi chiên qua dầu thiệt là giòn. Cuối cùng là xào với bơ mắm tỏi, thành ra là được một hộp khô mực chiên mắm tỏi. Ê mà lúc mới đem ra nó thơm thiệt nha mọi người. Nó thơm dữ luôn á. Cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi ăn cái món này á là nó giòn rụm mặn mặn ngọt ngọt, thơm mùi bơ thực vật. Có mấy chỗ thì nó giòn tan luôn, còn mấy chỗ mà xé bự thì nó hơi dai một chút. Nói chung là món này cũng khá là ổn áp á, mọi người có thể tham khảo thử để làm ở nhà hoặc ra đây chơi cơ nhâm nhi nha.